Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Gần 2 năm trở lại đây, người chăn nuôi đại gia súc tại Yên Bái đang gặp khó khăn do giá cả trâu bò giảm mạnh. Theo phản ánh của người chăn nuôi, giá trâu bò thương phẩm chỉ dao động từ 60 đến 80.000 đồng một kg, thấp hơn so với thời điểm khi chưa có dịch COVID-19. Mặt khác, thị trường trâu bò chính vốn được các thương lái mua gom, xuất bán một phần nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận, còn phần lớn sẽ được xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Nhưng giờ đây, việc xuất khẩu trâu bò thương phẩm đã bị dừng. Nhiều hộ trước đó đã đầu tư mua con giống với giá cao, nhưng đến nay chưa dám bán vì giá xuống thấp, không đủ bù chi phí.